trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648 mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage mập muffin with egg, thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Orange County Advantage Medical Group, phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. Hãy subscribe Cảm ơn quý vị trở lại với chúng tôi trong bản tin buổi chiều ngày hôm nay và sau đây thì mời quý vị cùng theo dõi phần tin thế giới. Các nữ sinh viên ở Herat, Afghanistan biểu tình kêu gọi Taliban mở lại trường học. Bị mất điện quốc hội Lebanon hợp muộn để thảo luận cương lĩnh hoạt động của tân đội cát. Cảnh sát Hồng Kông bắt ba sinh viên ủng hộ dân chủ cung cấp thức ăn cho tù nhân chính trị. Và sau đây là bản tin chi tiết. Xin mời Mai. Cảm ơn Lê Thái. Thưa quý vị, tin thế giới cũng cho biết thì các phụ nữ đảo Herat, thành phố lớn thứ ba của Afghanistan, có dân số hơn nửa triệu người hồi tuần qua, đã tổ chức một cuộc biểu tình hiếm hoi cũng cho biết là họ sẵn sàng chấp nhận khoác vào người chiếc áo bơ truyền thống che kính mặt nếu mà con gái họ được đi học dưới sự cai trị của Taliban. Trong thời gian thì Taliban cầm quyền vào năm 2001, trước khi bị Hoa Kỳ lật đổ, hầu hết thì phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan bị cấm tới trường và làm việc. Herat là thành phố cổ tọa lạc trên con đường tơ lụa gần biên giới của Iran, từ lâu là thành phố cởi mở so với các trung tâm bảo thủ, mặc dù thì phụ nữ vẫn tiếp tục mặc áo burqa. Taliban nắm chính quyền hồi tháng qua sau khi mà một chiến dịch quân sự chớp nhoáng nay cam kết theo đuổi chính sách cởi mở. Nhưng mà bị nhiều người nghi là hoặc là hình vì sự thiếu vắng người phụ nữ Afghanistan trong tân chính phủ của thành phố. Cụ Bộ trưởng Naran Ganit cũng bỏ trốn tới Na Uy cũng cho biết, người Afghanistan hiện nay đã thay đổi nhiều so với thời điểm Taliban nắm quyền trước khi bị lật đổ. Bà cũng cho rằng người Afghanistan sẽ tiếp tục lên tiếng để mà bảo vệ quyền lợi của chính mình khi mà nói về cái áo bơ ca này thưa quý vị thì có một lần thanh mai con một cái phim uh, phim mỹ thì ba cái cô gái bốn cô gái này uh, đi qua bên cái xứ này thì bốn cô gái này người mỹ trắng thì qua bên đây họ cổ mấy cổ lại mặc cái áo này thì có yeah. nghĩa là trùm lại hết thưa quý vị thì khi mà vô nhà hàng ngồi ăn cái mỗi lần ăn file phải dán cái áo qua <laughs> trước ăn miếng là đóng cái áo đậy cái áo lại, rồi mỗi lần ăn miếng phanh phai phải dán áo qua thấy công phu quá hả à. dạ vâng rất là cực và em nghĩ rằng cái này là do cái cái đó là truyền thống văn hóa của người ừ. ta rồi Thật ra cũng cũng thấy thấy hơi tội của những người phụ nữ đó người ta ừ. cũng phải cực khi mà ta che mặt này nọ ừ. và em cũng đọc một số cái rồi tài liệu lúc trước sao nóng được là sao hả cái đó thì em cũng em cũng thắc mắc cũng như ừ. không phải một mình chị ma mà, mẹ mà nghĩ quý vị cũng thắc mắc nhất ừ. là cái mùa hè của Cali mình hay là mùa hè của những cái tiểu bang nóng á ừ. thì mặc cái đó là em không biết là bên trong nó 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 như thế nào chắc, chắc nóng lắm chắc nóng lắm ừ. mà chất liệu vải thì em thấy cũng mềm cũng cũng nhẹ thì em nghĩ cũng không đến nổi đâu thầm mây đúng rồi ừ. và các quý vị thông tin tiếp theo từ thái xin gửi đến quý vị là thông tin về cuộc họp đầu tiên của quốc hội lebanon ngày hôm nay đã bị hoãn vì không có điện và theo dự tính được tiến hành để thảo luận chính sách cuộc nội cắt mới và tổ chức cuộc bỏ phiếu tính nhiệm Phiên họp theo dự tính là bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm nay, nhưng là bị chậm lại vì không có điện. Theo ông Osama Saad, nhà lập pháp độc quyền độc lập của Quốc hội Lebanon, thưa quý vị, thì việc cấp điện tại thủ đô Lebanon cho thấy là tình trạng bất ổn tại nước này, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải đoàn kết quốc hội để giải quyết cuộc khủng hoảng đã làm tê liệt của đất nước. Trong khi đó, thì có việc khởi động các cuộc đàm phán với Quỹ tiền tệ quốc tế để thực hiện các chương trình cải cách kinh tế, Phúc trình của các tổ chức quốc tế xác định rằng là hệ thống tài chính của Lebanon bị sụp đổ vào cuối năm 2019 vì nhà nước chi tiêu phóng tay nhiều thập niên qua, cũng như là thiếu nguồn thu bền vững để phát triển nền kinh tế. Và thưa quý vị, Cảnh sát Hồng Kông ngày hôm nay đã bắt ba thành viên của một nhóm sinh viên ủng hộ dân chủ và cáo giác họ âm mưu kích động lật đổ chính quyền. Trong đó thì có việc chuyển giao thức ăn cung cấp cho tù nhân với mục đích quy tụ lực lượng. Tính tới ngày hôm nay, cảnh sát Hồng Kông đã bắt hơn là 100 người dựa vào các điều khoản của luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt tại thành phố thuộc địa cũ của anh hồi tháng 6 năm ngoái. Bị giới chỉ trích tố cáo đã làm xói mòn quyền tự do cá nhân kể từ khi mà anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997. Cảnh sát cũng cho biết đã bắt hai thanh niên và một cô gái trong độ tuổi từ 18 cho tới 20 thuộc nhóm War Price đã kích động lòng căm thù và kêu gọi lật đổ nhà nước Hồng Kông. Cảnh sát cũng cho biết là nhóm sinh viên trên đã mở các gian hàng trên đường phố để mà truyền bá sự căm thù Bắc Kinh, kêu gọi mọi người không sử dụng ứng dụng của chính phủ để mà theo dõi sự lây nhiễm COVID-19. Và cảnh sát đã bố ráp nhà kho của nhóm sinh viên, tịch thu bánh kẹo, khẩu trang, kem dưỡng da và sách, các loại hàng hóa cho phép tù nhân tiếp nhận để mà phục vụ cho người đang ở tù, kêu gọi mọi người chuẩn bị tham dự cuộc cách mạng tiếp theo. Evergrande, công ty bất động sản khổng lồ của Trung Quốc gánh khoản nợ hơn là 300 tỷ Mỹ Kim đang trên bờ vực phá sản đã làm giá chứng khoán toàn cầu sụt giảm thảm hại. Ngày hôm nay bắt đầu gây sự hoảng loạn ở giới nhà đầu tư. Theo tờ Financial Times, bất động sản được sử dụng như là công cụ đồng bẫy kinh tế, chiếm hơn 28% tổng sản lượng quốc gia của Trung Quốc. Tình hình công nợ tồi tệ của Evergrande làm bùng phát các cuộc tranh luận về phản ứng của chính phủ Trung Quốc, trong khi những người nắm giữ 19 tỷ Mỹ Kim trái phiếu của Evergrande lo lắng về giá trị các khoản đầu tư, trong khi giá cổ phiếu của Evergrande giảm tới là 83% tại Hồng Kông. Evergrande sẽ phải thanh toán khoản lãi hơn 83 triệu Mỹ Kim vào ngày 29 tháng 9 sắp tới, tuy nguy cơ là bị phá sản nếu không thanh toán đúng thời hạn. Evergrande là một trong ba nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu của Trung Quốc. Sự đe dọa phá sản được coi là nguyên nhân làm thị trường chứng khoán toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn. Chỉ số S&P Global Ratings ngày hôm nay đã xác nhận Evergrande bị phá sản không chỉ ảnh hưởng đến thị trường tài chính mà còn làm lung lay niềm tin của giới đầu tư vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. và có 8 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương vì một vụ nổ súng xảy ra ngày hôm nay tại trường đại học nghiên cứu quốc gia Perm ở miền Trung của nước Nga. Cảnh sát cho biết tay súng đã nổ nhiều phát loạn đã vào sinh viên hiện diện ở khuôn viên một cách ngẫu nhiên và tấn công cảnh sát. Hung thủ bị thương và bị bắt sau một cuộc đọ súng với cảnh sát chưa được xác định danh tính. Hình ảnh được tung lên mạng xã hội cho thấy một cá nhân mặc bộ quần áo màu đen, đội nón bảo hiểm, mang theo vũ khí đi bộ trong khuôn viên của trường. Theo Bộ Y tế Nga thì 24 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 19 người bị trúng đạn. Các vụ nổ súng ở trường học ít khi xảy ra tại Nga, thường được kiểm soát an ninh chặt chẽ và vì kẻ âm mưu tấn công rất khó mua súng bất hợp pháp. Các lớp học ở các trường cao đẳng và đại học đã bị hủy bỏ từ ngày hôm nay. Vụ nổ súng xảy ra lúc giới chức thẩm quyền của Nga kiểm phiếu bầu cử quốc hội và hội đồng thành phố các địa phương kéo dài 3 ngày. Và một thông tin từ nước Nga thưa quý vị. Kết quả bầu cử quốc hội của nước này được công bố vào ngày hôm qua cho thấy đảng ủng hộ Điện Cẩm Linh đang dẫn đầu số phiếu, nhưng không rõ sẽ giữ được là 2 phần 3 số ghế cần thiết để thay đổi hiến pháp hay không. Cuộc bầu cử được coi là quan trọng để Tổng thống Nga Vladimir Putin củng cố quyền lực trước cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Trong đó, yếu tố quyết định là việc kiểm soát Duma quốc gia, tức là quốc hội Kết quả ban đầu cho thấy ba đảng ủng hộ Putin đều giành được ghế ở Duma quốc gia, trong đó có đảng New People được thành lập hồi năm ngoái với sự tài trợ của Điện Cẩm Linh. Đảng Cộng sản Nga nhận được khoảng 22% phiếu mà theo người phụ tá lãnh đạo phe đối lập Nga, Navalny, thì không phải vì họ yêu thích chế độ Cộng sản mà là vì họ mong muốn sự xuất hiện của họ làm tăng mức độ cạnh tranh chính trị ở Nga. Trước cuộc bầu cử, Tổng thống Putin hy vọng rằng là đảng của nước Nga thống nhất sẽ giữ được ưu thế với 335 trong tổng số ghế là 450. Cuộc bỏ phiếu năm nay cho thấy hầu hết các chính khách và phe đối lập bị cấm ra tranh cử vì các biện pháp trấn áp biểu tình và người bất đồng chính kiến. Thượng nghị sĩ, cựu võ sĩ quyền Anh Manny Pacquiao tuyên bố sẽ ứng cử tổng thống vào năm tới, gây trở ngại cho kế hoạch vận động để mà ngồi lại chiếc ghế lãnh đạo đất nước Philippines của tổng thống Rodrigo Duterte. Ngày hôm qua, thì đảng PDP Leban cầm quyền tổ chức tại Đại hội Quốc gia đã đề cử ông Pacquiao ra tranh cử chức vụ tổng thống. Quyết định tranh cử của ông được các nhà phân tích coi là mối đe dọa đối với ông Duterte trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống Philippines năm 2022. Ông Pacquiao đứng thứ 5 trong số 15 ứng cử viên tổng thống đầy triển vọng đắc cử trong cuộc khảo sát của Post Asia vào tháng 6 năm qua. Cũng theo Forbes, thì Pacquiao là một trong những lực sĩ được trả lương cao nhất thế giới năm 2019. Và ông đắc cử thượng nghị sĩ Philippines từ năm 2016, từng là đồng minh trung thành của ông Rodrigo Duterte, bảo vệ quốc chiến chống ma túy chết người và thúc đẩy việc tái lập án tử hình Tuy nhiên, thì trong thời gian gần đây, thì ông Pacquiao thường xuyên chỉ trích chính quyền tham nhũng và ủng hộ Trung Quốc tại Biển Đông, cho thấy thì sự chia rẽ trong đảng cầm quyền. Ông Pacquiao cũng cho biết người Philippines cần sự tiến bộ, chiến thắng đói nghèo, một chính phủ tận tụy, làm việc chính trực, nhân đạo và minh bạch. Ông cho biết đã nản lòng với những lời hứa thay đổi nhưng mà không bao giờ được thực hiện. Vừa rồi là phần tin thế giới. Chúng trở lại phần tin Hoa Kỳ sau phần bảo trợ của đài. Cảm ơn quý vị.